Cháu Khánh Gia Cai thân gửi chú Hệ Bánh chuyện cái màn, cái mền, cái mèo của anh Nhạn Hải Phòng, đại ca Hải Phòng gì bên anh này. Trước anh Nhạn anh có phục vụ chú, anh cấp cái màn, cái mèo với chú. Thì chú hứa là với anh ý, cái câu hứa này không ai được nghe bao giờ cả, hay là anh dựng chuyện nên thì không biết. Nhưng cứ cho là như thế đi, chú hứa là chú mua cho anh một con xe sau khi ra trại. Thì thôi chú ạ. Ngày xưa chú đã từng nói là cái câu nói này rất nhiều người nghe được, là cái người tù mà ra tù mà không có tiền, đến cái xe còn không mua được để chạy xe ôm thì cũng sớm muộn sẽ vào lại. Thế thì nếu chú đã hứa là mua cho anh Nhạn cái xe thì cháu nghĩ là chú nên làm phúc mua cho anh một con xe. Cháu, nhà cháu đang có con uây tàu dựng ở Đông Dơm và con diêm tàu nữa, hai con. Chú hỏi anh Nhạn thích con nào thì để cháu tài trợ, cháu biếu chú đưa cho anh ý, cho anh ý ra ngã tư Khổ, à quên, ngã tư Sở, anh ý chạy xe ôm. Chứ còn cái này vất vưởng cái này sớm muộn lại vào lại thôi, về nghỉ phép thôi, lại đi chuyến nữa mà. Juventus bây giờ đang tuyển thêm cầu thủ đấy, chứ mấy thằng cầu thủ cũ bây giờ nó đá không phải hay. Anh Nhạn rồi, anh đá lên hạng rồi, uy tín. Em gửi anh Nhạn này, câu chuyện mà anh nói chú Hải ấy, đấy là việc của anh, nhưng mà anh nhắc tên những người chú hay bác lớn ở thành phố Hải Phòng giang hồ xưa ấy, nó không được hay. Và một cái điểm nữa này, anh là người Hải Phòng, anh đi phục vụ chú Hải thì cái chất của anh nó không có, anh hiểu không? Hai thành phố Hải Phòng và Hà Nội từ xưa đến nay người ta có ưa nhau đâu. Trong trại đi phục vụ chú Hải để nhận một lời hứa là được cái xe máy. Xe máy nào là cái gì? Anh thích em mua cho anh con chuyên cơ luôn nhá. Màn hay là bán màn thì nó luôn. Lập TikTok shop thêm cái màn vào dọ hàng đi. Xoay quanh cái màn hơi nhiều ấy, busy quảng cáo marketing hơi nhiều ấy. Mấy trăm k một cái nó luôn nhá. Anh ạ nhá.